Mình xin chào mọi người. Sau đây mình hướng dẫn cho các bạn làm sao có thể in được một cái hình mà cái nền nó ít bị đen nhất. Mình không cần phần mềm gì hết nha các bạn, mình chỉ cần trên máy tính mình có cái gì mình tải đó thôi. Chẳng hạn như là mình in cái hình này. Đây là hình mình chụp trên điện thoại nha. Rồi sau đây mình in. Đây, chọn ring. Rồi. Máy tính sẽ máy in sẽ in cho mình. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái hình lên nha. Đây là sản phẩm mình in trực tiếp. À, nhìn nó bị đen. Nó bị đen nhìn là biết ngay cái hình chụp. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cho nó bớt đen nhất có thể. Rồi mình trước tiên là mình copy hình ảnh này luôn nha. Copy hình ảnh. Rồi mình hạ nó xuống. Sau đó mình mở Word lên, Word nào cũng được. Mình là xài Word 2010. Giờ mình paste nó vô. À, paste nó vô trong Word. Đây. Rồi, lúc nãy nó nằm ngang cho nên là mình sẽ xe nó đứng lại. Xây thì mình nhấn vô cái nút màu xanh xanh thôi. Thì mình không di chuyển nó được cho nên là mình phải vô lao. Ờ. Bay lao. Rồi. Vô hoặc wrap test thì mình sẽ chọn chọn bất kỳ cái nào cũng được, bạn chủ yếu là để di chuyển cái hình này thôi. Chúng ta thấy là cái hình này nó có rất là nhiều cái rìa, nhìn nó xấu cho nên là mình sẽ rớp nó lại. Đây, rớp thì mình chọn vô đây. Mình cứ nhấp nhấp chuột trái nha. Đây. Ra ngoài à, nhấp chuột phải rồi mình rớp rớp nó thì theo những cái giới hạn màu đen này chúng ta cứ rớp lại đó. Rớp nó xuống đơn giản thôi, thì cứ rít chuột thì mình sẽ rớp nó được thôi đó. Rồi đây mình chọn ra ngoài. Đây cái hình của mình nó đã rất là đẹp rồi. Rồi mình bắt đầu mình kéo ra cho nó đúng khổ A4 nha. Rồi đúng khổ A4 rồi. Rồi sau đây để in được cái hình này nó đẹp thì mình chọn mình lít chuột phải. Sau đó mình chọn format picture. Đây, vào đây picture correction chọn sẵn luôn ha. Rồi xong mình vô reset. Thì ở đây mình sẽ chọn chọn ví dụ như chọn những cái hình nền này nó đen nè, đúng không? Nhưng mà mình chọn cái hình nền bên đây thì nó lại trắng nè. Đây. Mình chọn hình nền này đi. Đó. Chẳng cái đây đó là chẳng cái bức hình của mình, nhưng mà chữ của mình thì nó vẫn đảm bảo nổi chữ lên ha. Còn mình không thích chọn quá sáng thì mình có thể chọn lại, vẫn chọn lại thì chọn gì à. Đây đây là bức hình của mình đó. Rồi vậy thì chúng ta cứ in thôi. Mình chọn lại cho nó trắng hơn đi ha. Nhìn nó trắng quá. Mất khuôn rồi. Rồi mình trắng vừa thôi. Nè. Thì sau đây mình chọn lên in thôi. Để mình xem cái hình của mình sau khi in như thế nào nha. Rồi, in. Đây các bạn, đây nó trắng như tờ giấy luôn rồi nè, không có bị gì đen nữa, rất là ít đen. Mình xem qua các bạn hướng dẫn ở trên trên mạng thì phải cần phần mềm, nhưng mà mình thấy trong Word có sẵn cho nên là mình sử dụng thôi. Rồi các bạn nó muốn trắng trắng như thế nào thì mình tùy chọn. Rồi đây là cách của mình, mình đã in được mà mình không phải đi photo. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.